Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quân Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 5, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á cô chú, là cái anh thám tử lùng này ảnh cũng tiếp tục là lên một cái livestream là xúc phạm đến chị Ni nữa nha cô chú anh chị. Thì như hồi sáng cô chú là chị Lộc Vườn Cây có chia sẻ một cái bài viết ngắn nói về chị Loan và chị Ni, rồi mẹ con cô Sáu cô chú, là sắp tới đây là đến tháng 6 này cô chú chị là sẽ là tiếp tục ra tòa đỡ là xử nữa nha cô chú. Thì sau khi mà chị Lộc Vườn Cây chia sẻ một cái bài viết ngắn nói như vậy cô chú, thì chị Ni cũng có comment là nói rằng nếu một ngày chị thấy em không đi theo thầy Thích Minh Tuệ, nhưng chị thấy đâu đó một người đàn bà đơn độc cầm cái bát, mặc bộ đồ màu vàng, đầu trọc, cạo trọc lóc, hành khất vì bị dí thông tin Ni là Ni Ni cô đó, Nam Mô A Di Đà Phật, thiện tai, thông tin từ tòa án, nhưng còn thẩm phán ban hành viết định hu hu đó cô chú. Thì cái comment của chị Ni làm với cái nội dung là như vậy nha cô chú, thì cũng được là cái anh thám tử lùng này cái ảnh cũng chụp lại luôn cô chú anh chị, anh chụp luôn cái bài viết của chị Lộc Vườn Cây và chị Ni, bắt đầu anh gắn lên cái livestream mà cô chú, rồi tiếp tục là chưa chị Ni nữa cô chú. Anh dùng những cái lời lẽ là anh nói á, là chị Ni hồi giờ không thấy đi chùa mà chỉ thấy là ở trong quán bar thôi cô chú anh chị, đó rất là bức xúc về cái anh thám tử lùng này luôn. Thì hiện tại bây giờ phải nói rằng cô chú là cứ một ngày ảnh lên một cái video hay là lên một cái livestream đều xúc phạm đến chị Loan và chị Ni rất là nhiều nha cô chú. Tại vì á là chị Loan không cho anh bỏ cái mặt hàng vào shop đồ bán của cô chú, cho nên hiện tại bây giờ là anh vây xe rồi anh thù hận nha cô chú, là bắt đầu là anh chửi anh mắng chị Loan và chị Ni rất là nhiều luôn. Rồi nghĩ là cũng rất là buồn cười về cái anh thám tử lùng này luôn á cô chú. Thì cách đây mấy ngày trước á cô chú anh chị, thì anh thám tử lùng này cũng có là lên cái livestream là chửi chị Lộc Vườn Cây thậm tợ luôn cô chú, nói rằng á là chị Lộc Vườn Cây là anh thám tử lùng này chị xem là như cỏ rác thôi cô chú anh chị, rồi dùng những cái lời nói á là chị Lộc Vườn Cây không đủ tư cách để nói chuyện với cái anh thám tử lùng này nha cô chú. Thì cũng được chị Lộc Vườn Cây á là lên tiếng đáp trả, có chia sẻ một cái bài viết á là như sau nha cô chú. Chị Lộc Vườn Cây nói rằng á là xem như có rác mà tại sao lại vào nhà của chị Lộc Vườn Cây bứ rác để kiếm view, kiếm like, kiếm tiền cô chú anh chị. Thì vào nhà là chị Lộc Vườn Cây muốn nói ở đây cô chú là cái trang Facebook của chị Lộc Vườn Cây mà hiện tại bây giờ là anh thám tử lùng là xúc phạm đến chị Lộc Vườn Cây, nói chị Lộc Vườn Cây là cỏ rác mà tại sao lại cứ vào cái trang Facebook của chị Lộc Vườn Cây bư những cái đống rác này nọ để kiếm view kiếm like nha cô chú, rất là bức xúc luôn. Thì ở dưới cái bài viết của chị Lộc Vườn Cây cô chú thì cũng có những cái comment nói về cái anh thám tử lùng này nha cô chú, thì em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú anh chị. Chính xác, lúc này ẵng là thông minh, còn kẻ ngu nói xàm, nói bậy, để kiếm view là ăn tiền, có hồn qua rằm, các nơi hay cúng vong đó. Tu ở đâu, trốn ở đâu, thì thằng thám tử lùng nó cũng chui dưới đế dép, nó núp rình rồi la làng lên thôi à. Đó cô chú, phải nói rằng là hiện tại bây giờ là rất là nhiều cái comment nói về cái anh thám tử lùng này nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ cô chú là phải nói rằng là chẳng riêng gì cái anh thám tử lùng này hết cô chú anh chị, mà còn rất là nhiều người nữa, đó là cái anh đạo diễn Nửa Mùa nữa nha cô chú, với lại là cái bà mì xào củ chuối nữa cô chú anh chị đó, với cái chị đầu cơm nữa, là cái bộ tứ bộ năm này cô chú, là hiện tại bây giờ là vây xe hết rồi. Thì bắt đầu là nói rằng là chị Loan là người vô ơn, là người con nuôi không rõ hợp pháp đồ này kia các kiểu luôn cô chú anh chị.
Đến nỗi mà chị Loan hiện tại bây giờ mới có bán cái mặt hàng đó là xoài cát hò lọc của cô chú. Thì cũng được cái anh Thám Tử Lùng này, anh cũng live stream cô chú, rồi anh chửi chị Loan nữa, rất là vô lý luôn. Cái chuyện buôn bán thì chị Loan bán cái giá xoài là 110.000 đồng một ký cô chú. Thì anh này là cũng tiếp tục là anh lên anh nói là bán xoài mắc đồ này kia các kiểu luôn cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại bây giờ cô chú là chị Loan là cũng vừa đăng tải một cái bài viết nói về cái mặt hàng xoài cô chú. Thì lúc nào là chị Loan cũng căng cô chú. Thì xoài mà từ ở dưới miền Tây đem lên shop chị Loan giao cô chú anh chị thì đi cũng một chặng đường rất là dài, cho nên là nó hao hụt ký cô chú. Thì một thùng như vậy là 5 ký nha cô chú, đó là được 10 trái, một trái là nửa ký. Nhưng mà chị Loan thì cân là 5,4 ký nha cô chú. Đó là chị Loan là trừ hao hụt là hết là 4 lạng nha cô chú anh chị. Đó phải nói rằng là chị Loan buôn bán rất là đàng hoàng luôn, chứ đâu phải là như cái anh Thám Tử Lùng này cô chú. Rồi anh đăng những cái live stream hay là những cái video rồi lên anh nói tầm bậy tầm bạ, nói xuyên tạc luôn cô chú anh chị. Đó đến nỗi mà anh chửi chị Lập Vườn Cây, rồi bây giờ lại phải vào cái trang Facebook của chị Lập Vườn Cây để bứ rác, để tìm view, tìm like, rồi coi những cái comment của chị Ni, bắt đầu chụp lại rồi lên nói là ông thấy chị Ni đi chùa, chị Ni chỉ thấy là ở trong quán bar đồ này kia làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ cô chú. Đó, rất là bức xúc về cái anh này luôn. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là hiện tại bây giờ là hai phe đối lập nha cô chú. Đó là cái anh Thám Tử Lùng này là anh đã quay xe rồi. Thì mấy anh em của tụi em là ở trước nhà chị Hồng Loan cô chú là cũng bị là cái anh Thám Tử Lùng này xúc phạm đến rất là nhiều luôn nha cô chú. Nghĩ sao mà anh lên tiếng anh nói rằng là những thằng ở trước nhà Hồng Loan là những cái mó hỗn đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Ủa rồi cái anh Thám Tử Lùng nếu anh nói tụi em như vậy thì anh cũng rất là hỗn luôn cô chú anh chị. Tại vì là ảnh cũng lên những cái live stream này, rồi ảnh cũng chửi mắng chị Loan và chị Ni thì có khác gì tụi em đâu cô chú. Nhưng mà khác biệt ở đây là tụi em là không có quay xe nha cô chú anh chị. Đó là ở bên cạnh chị Loan hơn một năm rồi. Thì tụi em cũng rất là bức xúc về cái ông Thám Tử Lùng này, cho nên là cũng lên những video để phản địa lại cái anh Thám Tử Lùng này nha cô chú. Chứ không phải là cái anh Thám Tử Lùng này anh lên anh nói chị Loan được, rồi tụi em binh vực chị Loan là lên nói bắt đầu anh quay lại anh chửi. Rồi anh nói rằng là sẽ cho ăn 331, 341 rồi các kiểu luôn cô chú. Ủa đâu ra cô chú anh chị, dở gì mà ăn quá cô chú. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay là em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây là cái anh Thám Tử Cung anh còn tiếp tục là live stream anh chửi chị Ni nữa nha cô chú. Anh chụp cái tấm hình cô chị Ni anh ghét mà chị Ni là cái đầu mà không có tóc luôn cô chú anh chị. Đó là nói rằng là Nico cô chú. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.